người, hôm nay mình sẽ ăn ổi nha mọi người ơi, ăn cái ổi nha. Chấm với muối, Tây Ninh. Đó, bây giờ mình sẽ lấy một trái này nha. Mình nghĩ cái này nó vàng vàng như này, khả năng nó sẽ ngon đó. Ruột đỏ nha mọi người. Ngọt, không được giòn lắm, nhưng mà nó ngọt lắm nha. Nó không được giòn lắm tại vì nó hơi chín rồi, nhưng mà nó ngọt. Trái cây mà chấm với muối Tây Ninh á, ngon lắm rồi. Đúng bài luôn. Cái ổi nhìn nó ngon ha mọi người ha. Ổi này là ổi vườn á, vườn ở gần nhà mình vừa mới bán. Cái vàng này nó ngọt nhưng mà nó lại không được giòn như nữa thế này. Tại lúc này mình có ăn trước rồi á mọi người. Ăn ổi á, mình thích cầm cầm cả trái cắn như này tại nó kiểu nó ngon ngon hơn là mình cắt từng miếng. Mình đổ muối Tây Ninh đó, một cái như này thôi, tại vì lát nữa mình đã không ăn hết đó, để bỏ nó phí quá, nhưng mà mình bỏ vừa ăn thôi. Nên là kêu mà mình lên video á, mọi người có nói là sao mà bỏ ít muối vậy, bỏ nhiều nó mới đẹp hay là sao sao đó. Thực ra là mình vừa muốn làm quay video xong, nhưng mà cái quan trọng là mình tiếc đó, sợ nó dư thì hơi uổng. À, mình sẽ thử ăn cái này nhá, cái nhỏ nhỏ này, cái này thì có vẻ như nó hơi chín quá. Ăn cái này nha mọi người. Nói chung nó cũng đỏ nhưng mà cái này thì giòn hơn này, giòn hơn cái lúc này. Ổi này là người ta vừa mới hái chiều nay đó mọi người. Mình thích ăn giống ổi này hơn là cái giống ổi mà ruột đỏ nhưng mà bên trong nó nhiều hạt á, thì mình lại không thích ăn cái loại đó. Và mình hạt ổi thì ta mình không ăn. Người táo này á, hạt nó có chút đặc, hạt mình bỏ không ăn. Nên là cái giống ổi ruby ruột đỏ này đúng là không phải ổi ruby ruột đỏ, mà nó tên là gì ta, ổi nữ hoàng ruột đỏ hay là gì á, mình không biết. Nhưng mà mình thích ăn giống ổi này nhá, rất là ngon luôn. Nhìn cái màu nó đẹp ghê. Ăn hai cái ổi mà ăn hai trái là ngon.
bye mọi người nha. Hôm nay ăn ổi giòn ngon lắm. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye bye.